hôm nay thì mời cả nhà mình ăn cơm với ếch kho rau găm với hai chị em Thư nha. Em mời cả nhà. Mời cả nhà. Cơm. Mời cả nhà cái đùa ếch nè. Ếch kho rau găm. Ngon quá. Thơm quá nhờ. Mời cả nhà đùa ếch bự quá. Rau mới ăn lại. Lâu lâu mình ăn cái ếch mình cả nhà. Ngon quá, có nhiều chất đạm. Có chất trà. Non nhiễu luôn trà này. Nè. Quá thứ cà nó non. Ăn ếch là nhiều đạm lắm. Cà mà nó non như vậy ha. Ăn nó một ngay à. Ăn rau vô. Ếch nó ngon hơn. Ngon ha. Vừa ăn hay lâu lâu mình mới ăn lại ta. Nó dẻ khắc cái lùi. 4 con mà 1 ký mấy á cả nhà. Làm ký dữ, rất bự. Ngon, có rau nhút nữa nè. Lâu quá cứ lâu rồi mới gặp được cả nhà. Cả nhà khỏe không? Bận quá. Ngon. Nó thơm. Hư kho ếch này nè. Thử hay cho cái tương ớt á cả nhà vô. Chứ ớt xanh lắm. Khoái ăn ớt xanh như gì nè. Thơm lắm nè. Ê nhưng mà ngoài này ít có bẻ ớt xanh gì bán ha. Lâu lâu mới gặp mấy trái rồi. Thôi ớt xanh này nhà mình bẻ ăn rồi. Em ăn ớt em phá ăn cái đầu găng rồi cái nhờ. Ngon quá. Cái ớt này nó nấu cháo ớt xuất sắc. Ngon quá nhà. Ui mày cả nhà miếng ớt nữa nha. Nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn dặm á. Dễ rồi nấu rồi nó ăn bổ. Ngon quá. Lâu lâu ăn lại ngon quá trời. Xuất sắc. Đúng ra cả nhà mình ăn cơm với mấy món đơn giản mà nó ngon hơn cả nhà. Mắc cơm. Em thích ăn món gì khô kho, có rau nha. Cái này nó xào hành cũng ngon nữa nha. Xào hành hột kiệu. Xào hành lấy cái cổ, cái gốc á. Ớt bự như này xào răng dừa cũng ngon. Đúng rồi, xào răng dừa cũng ngon. Mấy đứa cháu mình muốn phá ăn chiên cả nhà. Để gì nó chiên giòn ha. Ngon ha. Nào về quê phải không? Đã mình đi chợ là nó kêu về sáng mua ếch chiên giòn. Giờ mình chỉ cần ớp nhẹ ăn miếng hạt nêm mất cái nè. Là chiên ra những vừa ăn quá. Có nếm gì nhiều. Ngon. Có cái lá sừng sừng sông hay. Bữa hôm rồi chị kia bình luận cho mình biết cái lá này là sương sông ấy. Sương sơn hay sương sông ta. Chắc là sương sông. Thơm phức luôn.
não cái vàng quá anh nhỉ, nói xong cái quên. Ớt này được ớt đồng ha, ngon dữ. Nhưng mà con ớt này ớt nuôi nhưng mà thịt nó dẻ đó nha. Thịt ngon. Ừ, thơm. Mà cái nhà cái đùa ớt nữa. Cái hương mình thôi với vô găm gì nè. Mà cái thịt ớt đó nó ngon. Thịt chuột, thịt ớt thì mình kho xào rồi để miếng rau găm vô. Ừ. Thơm dẻo mùi lắm. Trái ớt xanh này cũng cũng cay lắm. Lâu lâu đi cái mấy món rồi nhúc. Hơi cay hả? Ăn chút miếng ớt cay. Ngon. Mình kho rồi mình lớn ăn xong cả nhà. Ừ. Mình kho cay cay cũng ngon. Còn Hưng mà kho cho có con nít ăn à, Hưng có lấy ớt quá. Ăn cay mà cho ngẹt lắm. Cao cao lên. Ngoài cao rồi đó nè. Như cái ghế nữa hấp. Ừ, bơm lên. Ừ, nhìn bà Trang mới hấp hơn em cả nhà. Đó à. Nãy giờ em bị hấp cả nhà cái ghế em quên. Cái bào tử ớt nó ngon. Ừ, cha. Bào tử ớt, tôi mới ăn cái. Đây nó cả nhà. Cái này rồi. Cái còn khấy. Ngon quá. Thường người ta nấu lẩu rồi á, người ta hay lấy cái bao tử ớt này với cái da á. Nhưng mà kho mình không lấy da. Kho mình lấy bao tử rồi. Cái này cũng cao hơn bà Thư rồi đó nha. Chị cũng cân bằng. Thôi với cà tím này cũng ngon. Tím này nướng nữa nha. Ngon rồi ha. Rảnh cái mình nướng. Nướng mỡ hành. Không nướng cũng được, biết làm gì. Xào. Xào. Xào với tép mỡ thôi. Ừ. Ừ. Không ngon. Ngon quá chung nào. Ngoài đi đầm đó đói ha. Vô bế được cơm. Nút miếng ớt. Cỡ này mùa mưa cũng hay có ớt trong nhà. Ừ. Trong mình á. Thấy ớt trong mình là có quên năm rồi. Nhớ một lần còn nhỏ đi sợ ớt với nhái. Thì mưa cũng cầu ớt. Mà rồi cắm vào cống cầu ớt về cái hái cái núm gom. Cái núm của cây gom đó cả nhà. Núm nó thơm lắm. Mình ngồi mình nhổ cực thôi chứ ăn ngon cực kỳ. Giờ có tối nấu nồi cháo ha. Như bông điên điển. Cháo ớt mà ăn với bông điên điển ngon cả nhà. Ui, trời mưa à. Ừ. Sớm giờ chuyển mưa. Sáng đi chợ mưa lâm râm cả nhà. Xong mình đem xe về mình mướn người ta rửa cái ông chú rửa xe đó, ông nói trời mưa cũng đi rửa xe nữa hả? Dạ, rửa đi chú ơi. Rửa rồi mắc mưa cũng không sao. Rồi giờ mưa rồi. Trời. Chứ mình để lâu mình không rửa nó xét xe hết trơn.
mình ở đây đó. Mà đi trời mưa giờ mà không rửa cho ba em không đi xe về trời mưa là không rửa liền. Rồi tới nhà cũng thịt cũng rửa liền. Ở quê có máy xịt. Trời em rửa sát xe trời. Ở đây rửa xe nhà chứ mà nó cũng hơi ổn chết cả nhà. Mình rửa tiệm thì sẽ không như ý muốn. Rửa xe là hay dặn rửa kỹ kỹ nha. Em thấy có bắp cải sống nè, ngọt. Mỗi cải thống này ăn hợp nhất là ăn với khô rượu cả nhà. Thịt khô rượu á tự nhiên nó thơm, có mùi nồng nặc lên cũng ngon lạ lắm. Ngon. Thứ bảy thôi trời. Cái gõ người học. Mỗi ngày ngồi quay không có tiếng ồn. Cái chỗ em ở gần với trường học đó nha. Chưa chưa này ra ngồi mấy đứa nhỏ nó làng, nó ra làng nó hết. Giỡn. Không, công nhận cái âm thanh của mấy đứa nhỏ này nó lớn lắm cái nào không? Làm nhớ về tuổi thơ mình đi học. Mà lần thôi mà tiếng trống ra chơi cái mừng ha. Trời 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 á. Trời 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 á, những lực chơi. Những dây. Những dây. Kéo co. Hồi xưa đi học chơi mấy trò chơi nhân gian nhiều. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó ít có chơi nữa mà. Không giờ nó cũng đá cầu đồ. Các thứ ngày xưa mình cũng đá cầu. Bóng, đá banh. Không mà xưa tôi học không có đá cầu ha. Không mấy đá luôn. Đá cầu im mà. Tới giờ cũng không biết đá cầu luôn cả nè. Không có điều khiển được trái cầu. Có chơi qua dây được. Tập thì mới biết chứ. Qua dây đánh đũa với hải đá đây nè. Cái chiền chiền. Cái thời mà tiểu tiểu đó nha. Mua hình về cắt ra. Rồi chơi tống hình. Ngày xưa học để chơi tống hình. Tống dép ăn hình nha. Đi học đem bọc bọc luôn. Nhớ ở nhà còn nhớ cái táo mà đựng lúa hồi xưa á. Bán là người ta không có cân ký. Hồi xưa là người ta đông táo vậy đó. Nói cho nhà ha là em chơi tống đô mà thứ gói thuốc mà xếp lại hình thành xếp cái gói nó lại á rồi gọi là đô đó. Dưới ba cái hình đó đầy một táo luôn. Em chơi măng mà đầy một táo luôn. Ngày xưa
chơi rất nhiều. Mấy đứa nhỏ sớm cũng xúm nhau chơi đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ ở sớm chiều có chạy xe đạp điện, chạy xe đạp vòng vòng chứ nó không có chơi như mình xưa như mình chơi đúng không rồi ha. Vui tính ra hồi xưa mình chơi mấy cái đó còn là vận động nhiều, còn không những đứa cầm cái điện thoại nhưng mà vậy mình lại ngu hơn mấy đứa nhỏ giờ cả nhà. Bây giờ khôn giờ nhỏ thiếu là không biết đi siêu thị con đồ nó giỏi vậy thông tin còn lại. Thôi lớn ngồng ngồng rồi cứ đi chợ với mẹ thôi. Hôm mà tới học tới lớp 12 mà được đi siêu thị cả nhà là mừng quýnh chứ. Được mẹ dẫn đi siêu thị à, học tới 12 rồi đó nha. Mà hồi xưa đi siêu thị biết đâu không, từ trên mình mà mất chạy xuống tới Long Xuyên lâu lâu mới được đi. Bây giờ gần nhà mình có bách quá rồi. Bây giờ nhà có bách quá rồi nhưng mà cái nó muốn ăn cái gì điện ra nó cho đi siêu thị rồi nó đi mua cái chỗ chị... đó người ta gửi số tài khoản mình chuyển khoản mình trả tiền cả nhà. Bây giờ không phải đời đời 4.0 à. Ngày cũng lại cha mẹ thằng cha cũng còn ta học cách tự lập cả nhà, cũng như đi mua sắm đi ăn uống quần áo cũng phải tự chọn chứ hồi xưa ba mẹ mua gì mình mặc mấy chứ giờ mấy đứa nó mà mình mua rồi nó không thích rồi nó không mặc đâu cả nhà, nó thích gì nó mua. Mấy đứa cháu em á hồi xưa á mấy đứa đời mà trước á mấy anh chị đó mấy đứa lớn lớn ngày mua gì cho là nó mặc nấy à, còn bây giờ mấy đứa nhỏ ha là phải tết rồi phải dắt đi mua chứ mình mua về nó không thích nó không phá đâu nó mặc trời mua xấu. Trời mình mua xấu không hợp thời trang mà gì cũng hay quá nhở. Mỗi đứa nó có cái gu cả nhà ơi, mỗi bạn có cái gu. Mấy đứa nó phái mặt đầm mặt quấy, đứa nó phái mặt quần jean áo lẻ cả nhà. Ngon hết sức rồi. Ngon hả? Hai chị em Hư hẹn gặp lại cả nhà ở video clip lần sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.